Nhận định bóng đá AC Milan với Juventus 2 giờ 45 phút ngày mùng 7 tháng 1 vòng 16, Serie A 2020-21 trên sân nhà San Siro. AC Milan đón tiếp đương kim vô địch Juventus trong trận cầu có ý nghĩa quan trọng đến cuộc đua vô địch Serie A. Cập nhật đội hình ra sân, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đây là lần đầu tiên sau 10 năm, Milan ở vị thế của đội đầu bảng khi bước vào trận đại chiến với đại địch Juventus. Vị thế của Milan ở Serie A đã thay đổi. Họ đã sẵn sàng quật đổ nhà vô địch Serie A 9 năm qua. Tháng 3 năm 2011, Milan thắng Juventus 1-0 ngay trên sân khách nhờ bàn thắng ở cuối hiệp 2 từ pha lên tấn công và cú sút chân trái khá hy hữu của Gennaro Gattuso. Đó là một trong 9 bàn thắng hiếm hoi trong sự nghiệp cầu thủ của Gattuso, đưa Milan đến Scudetto thứ 18. Không Milanista nào ngờ rằng cho tới tận 9 năm sau, Milan mới có cơ hội giành Scudetto, đồng thời được xếp trên du vệ khi chạm mặt đại kình địch. Trong gần một thập kỷ kể từ trận chiến thắng kể trên, Milan chỉ có thêm 3 lần đánh bại Juve ở Serie A, một lần khác chiến thắng lão phu nhân trên chấm luân lưu ở siêu cúp Italia, tất cả đều với tư thế đội cửa dưới. Tính trung bình cứ mỗi 2 năm rưỡi, các Milanista mới có một lần được hưởng niềm vui chiến thắng trước Juve. Khó có thể tin rằng huấn luyện viên Stefano Pioli lại thành công đến thế ở Milan, đặc biệt khi phải chống lại Juve. Hồi tháng 7 năm 2020, Milan đã xuất sắc lội ngược dòng thắng Juve 4-2 dù bị dẫn 0-2 ngay vào đầu hiệp 2. Đó là lần đầu tiên huấn luyện viên Pioli quật ngã được cố nhân Juve, đội bóng mà ông từng phục vụ 3 năm 1984 đến 1987 giai đoạn đầu sự nghiệp cầu thủ. Phần thưởng đó xứng đáng cho huấn luyện viên Pioli bởi ngày trước đó Milan của ông đã bị loại một cách tức tưởi trước Juve sau 2 lượt trận tại bán kết Coppa Italia. Zlatan Ibrahimovic là người đứng đằng sau sự trỗi dậy của Milan trong một năm qua, nhưng vào thời điểm này, ngay cả khi Ingenio nghĩa là thiên tài, biệt danh của Ibra vắng mặt, tinh thần của anh vẫn quanh quẩn trên sân. Trong suy nghĩ của từng thành viên trẻ dưới sắc áo đỏ đen, ở mùa giải này, Ibra ghi 10 bàn trên 6 trận ra sân, nhưng đã vắng mặt tới 9 trận vì lý do chấn thương và virus corona. Kết quả là trong 9 lần Ingenio ngồi ngoài, Milan thắng 7, hòa 2, cả hai trận hòa trước Pagma và Genoa với cùng tỷ số 2-2. Milan đều ghi được bàn quyết định trong vài phút cuối hiệp 2. Vì thế việc Ibra ngồi ngoài ở trận đại chiến này tuy là điều đáng tiếc cho người hâm mộ, nhưng sức mạnh chuyên môn của Milan không vì thế mà suy giảm. Juve bây giờ cũng không còn vượt trội so với phần còn lại của giải đấu như dưới thời huấn luyện viên Allegri nữa. Dưới quyền chỉ đạo của huấn luyện viên Andrea Pichlo, Juve chưa thể trở lại với hình ảnh của nhà vua với uy quyền tuyệt đối tại Serie A. Trong trận chót của năm 2020, Juve bất ngờ gục ngã ngay trên sân nhà trước đối thủ đang khủng hoảng Fiorentina với tỷ số 0-3, điều không thể hiểu nổi. Dù khởi đầu năm mới bằng chiến thắng đậm 4-1 trước Udinese, nhưng huấn luyện viên Pichlo vẫn chưa hài lòng. Udinese chỉ là đối thủ yếu, không có hậu vệ nào chống lại nổi phong độ của siêu sao Cristiano Ronaldo. Không có chuyện hàng thủ Milan dễ dãi như vậy. Cặp trung vệ Theo Hernandez, Simon Kaziaezer càng chơi càng ăn ý, đều là những cầu thủ dạn dày kinh nghiệm. Ở cánh trái, Theo Hernandez công thủ toàn diện, hứa hẹn sẽ đem đến không ít khó khăn cho Juve trên nhiều khía cạnh. Trong quá khứ, Milan từng nhiều lần trở thành đội bóng đầu tiên trong mùa bóng quật ngã được Juve ở Serie A. Bây giờ Juve đã thua, còn Milan thì chưa. Thầy trò Pioli là tập thể duy nhất trong số 98 đội đang tranh tài ở năm giải vô địch quốc gia châu Âu mùa này vẫn còn bất bại. Nhiệm vụ của Milan ngày xưa nay chuyển sang tay của Juve, đó là trở thành đội đầu tiên thắng đội đầu bảng. Khi Milan ra sân, Inter nhiều khả năng đã tạm vượt lên trên bởi họ chỉ phải gặp Sampdoria ở loạt đấu sớm. Nhưng ở giai đoạn này, dàn cầu thủ non trẻ của Milan cần gạt bỏ tâm lý phải giữ ngôi đầu để tận hưởng niềm vui chơi bóng. Đã một thập kỷ, Milan mới có cảm giác đứng từ trên cao trông xuống khi chạm trán Juve. Dự đoán Milan với Juventus 2-1.